Đối với các bạn thì cuộc sống hạnh phúc là gì? Chắc chắn là muốn hạnh phúc thì không phải lo cơm áo gạo tiền rồi. Thế nhưng mà liệu giàu có thực sự mang đến hạnh phúc hoàn toàn hay không? Hôm nay chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu một nơi mà người ta luôn nói về hạnh phúc là gì. Một nơi kỳ lạ đến nỗi mà họ dường như bàng quang trước sự phát triển của thế giới. Đó chính là Bhutan. Dưới dãy núi Himalaya hùng vĩ, quanh năm tuyết phủ, có một đất nước nhỏ bé, nằm khiêm tốn, đó chính là Bhutan. Đó là nơi cũng bình thường như mọi quốc gia khác. Tuy nhiên nếu bạn muốn đặt chân đến đó là điều không hề dễ dàng. Đó không phải là vì địa hình hiểm trở mà là do chính phủ nước này quy định chỉ có những tour du lịch được cơ quan uy tín tổ chức, được phê duyệt thì mới được bước chân vào đây. Lý do chính là vì họ muốn bảo vệ môi trường, bởi họ lo sợ việc tiếp đón khách du lịch quá mức sẽ phá hủy nó. Theo Hội đồng Du lịch của quốc gia này, mỗi người khách phải trả một khoản thuế lên tới từ 200 đến 250 đô la mỗi ngày tại đây. Thêm nữa thì Bhutan là một quốc gia không hề sử dụng đèn giao thông. Tại các thành phố lớn như là thủ đô Thimphu thì các cảnh sát đều trực tiếp điều tiết giao thông thay cho đèn tín hiệu. Một điều lạ lùng khác là Bhutan là quốc gia duy nhất nơi 60% cư dân không biết rõ ngày sinh của mình. Thay vào đó, họ ăn mừng sinh nhật vào ngày đầu tiên của năm là ngày 1 tháng 1. Nói cách khác, tuổi tác đối với người Bhutan là một ý niệm trừu tượng. Họ sống vì sự thoải mái, hạnh phúc mà không để tâm nhiều đến năm tháng trôi qua. Thuốc lá bị cấm hoàn toàn ở đây và người Bhutan không dùng cái chỉ số nhàm chán như GDP để mà đánh giá sự phát triển của quốc gia. Đối với họ thì họ đánh giá đất nước phụ thuộc vào 4 trụ cột chính sau đây: phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ nền văn hóa và quản trị tốt. Tất cả tạo nên một chỉ số gọi là chỉ số hạnh phúc quốc gia. Tuy nhiên trên chỉ số hạnh phúc của Liên Hợp Quốc từ năm 2016 đến năm 2018 thì họ đứng tận vị trí thứ 95 trên tổng số 156 quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí xếp ngay dưới Việt Nam. Vấn đề là chỉ số này được đánh giá bởi nhiều tiêu chí phức tạp. Cho dù vậy, thì đối với người Bhutan, vị trí trên bảng xếp hạng không quan trọng, nó cũng trừu tượng y như ý niệm về tuổi tác vậy. Bhutan là nước có đến 72% diện tích được phủ xanh bởi rừng. Bhutan cũng là quốc gia duy nhất có chỉ số ô nhiễm bằng 0. Thực tế thì trong lịch sử, Bhutan không hề yên bình như ngày nay. Nơi đây từng là vương quốc của người Tạng, sống rải rác từ cao nguyên Tây Tạng, nay thuộc Trung Quốc, kéo xuống đến phía bắc của Ấn Độ. Vào thế kỷ thứ 7, thì Phật giáo bắt đầu được truyền vào khu vực này và nó vẫn đang trở thành quốc giáo tại Bhutan cho tới tận ngày hôm nay. Do địa hình hiểm trở và khí hậu khá khắc nghiệt dưới chân núi Himalaya, những nhóm cư dân chỉ tụ tập lại với nhau tạo thành các thái ấp rải rác. Đến đầu thế kỷ thứ 17 thì các thái ấp này thường xuyên gây chiến với nhau để mà tranh giành lãnh thổ. Sau này thì họ được thống nhất bởi một thủ lĩnh có tên là Nawang Nampia. Người Bồ Đào Nha là dân châu Âu đầu tiên từng đặt chân tới Bhutan. Họ dâng lên Nampia những thiết bị hiện đại của phương Tây như là súng cầm tay, thuốc súng và kính thiên văn và đề nghị được giúp đỡ trong chiến tranh chống lại Tây Tạng. Thế nhưng mà nhà lãnh đạo này đã từ chối. Vào năm 1651 thì Nampia qua đời và Bhutan rơi vào nội chiến sau đó. Đến cuối thế kỷ 18 thì dưới sự bành trướng của đế quốc phương Tây, tiểu lục địa Ấn Độ đã rơi vào tay của Anh quốc. Người Anh cũng cử sứ giả đến đàm phán, thế nhưng rồi lãnh đạo của Bhutan đã từ chối. Và thế là đã xảy ra cuộc chiến tranh giữa nước Anh và Bhutan tại đây. Trước sức mạnh và khí tài hiện đại của phương Tây, đất nước nhỏ bé này đã chấp nhận đầu hàng, cắt đất cho thực dân, thế nhưng may mắn vẫn được tự chủ. Trong thập niên 1870, đấu tranh quyền lực giữa hai thung lũng kình địch là Paro và Tongsa dẫn đến nội chiến tại Bhutan. Kết quả chung cuộc là thủ lĩnh Ujjen Wangchuck chiến thắng, lập ra triều đại Wangchuck vào năm 1907. Một hội đồng gồm các tăng lữ Phật giáo, quan chức chính phủ và thủ lĩnh của các gia tộc trọng yếu nhất trí lựa chọn Ujjen Wangchuck là quốc vương thế tập của quốc gia. Chính phủ Anh đã nhanh chóng công nhận chế độ quân chủ mới. Cho đến đời cháu nội Ujjen là quốc vương Jimmy Dorji Wangchuck, ông đã quyết định cải cách đất nước triệt để. Chế độ quân chủ chuyên chế bị loại bỏ, lập nên quân chủ lập hiến, trao quyền lực cho quốc hội. Wangchuck chuyển giao hầu hết quyền lực hành pháp của ông cho hội đồng bộ trưởng nội các và cho phép luận tội quốc vương bởi đa số 2/3 trong quốc hội. Vào năm 1999, chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm đối với truyền hình và Internet, khiến cho Bhutan là quốc gia cuối cùng du nhập truyền hình. Chính phát biểu của vua Jimmy Wangchuck đã định hình nên con đường phát triển của Bhutan hiện nay. Ông nói, chúng tôi tin rằng bản thân nên hướng về sự hài lòng và hạnh phúc trên vương quốc.
Kể từ đó, thì khái niệm hạnh phúc được đưa vào điều 9 Hiến pháp Bhutan với nội dung là chính quyền luôn thúc đẩy chỉ số hạnh phúc quốc gia. Ngày nay, thu nhập trung bình của người dân Bhutan là 3.000 đô la một năm, có thể được coi là thuộc dạng nước nghèo. Thế nhưng chỉ số tham nhũng của nước này là cực thấp. Về mặt quốc tế thì nước này chỉ có quan hệ với 54 quốc gia. Nó được triều đại Wachok đang cai trị Bhutan miêu tả với lý do rằng là họ muốn bảo vệ nền văn hóa và sự độc nhất chính danh của mình. Vì vậy mà việc đóng cửa với thế giới là lựa chọn tốt nhất. Đất nước mà họ có quan hệ giao thương nhiều nhất có lẽ là người láng giềng Ấn Độ. Nếu như biết rằng ngay khi Ấn Độ độc lập trước Anh vào năm 1947, họ đã có ý định sáp nhập Bhutan thành một tỉnh của mình. Thế nhưng rồi qua đàm phán thì đất nước nhỏ bé này vẫn giữ được sự độc lập, thế nhưng có mối quan hệ khăng khít chưa từng có với Ấn Độ. Với địa hình núi non hiểm trở, Bhutan gần như là khép kín với thế giới về địa lý, thế nhưng nó cũng là điều kiện thuận lợi để mà họ phát triển ngành công nghiệp số 1 của mình là thủy điện. Bhutan lợi dụng các dòng sông từ băng tan chảy ra ở dãy Himalaya để mà xây dựng các đập thủy điện. 25% nguồn thu ngoại tệ của nước này là từ bán điện cho Ấn Độ, quốc gia có dân số là 1,4 tỷ người với sự thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng hàng năm. Dù chỉ có diện tích ngang với bang Virginia của Hoa Kỳ, Bhutan lại có tới 5 nhà máy thủy điện đang hoạt động và thêm vài nhà máy khác đang trong quá trình xây dựng. Rất nhiều trong số đó nhận vốn đầu tư từ Ấn Độ, đất nước khát điện giá rẻ. Tuy nhiên tất cả về đất nước dưới dãy Himalaya không hoàn toàn hạnh phúc và màu hồng như truyền thông ca ngợi. Với vị trí địa lý của mình thì Bhutan muốn yên ổn cũng cực kỳ khó. Họ nằm kẹp giữa hai cường quốc đang lên với tổng dân số là 2,6 tỷ là Trung Quốc và Ấn Độ. Từ lâu thì hai nước này đã coi Bhutan như là một vùng đệm ngăn cách và quan hệ của Trung Quốc, Ấn Độ từ lâu đã không tốt đẹp gì rồi. Đặc biệt là thường xuyên diễn ra các cuộc tranh chấp ở biên giới. Vào năm 2017, thì Trung Quốc mở rộng con đường ở cao nguyên có tên là Doklam ở biên giới giữa nước này và Bhutan. Quân đội Hoàng gia Bhutan đã phải thực hiện các biện pháp răn đe và tất nhiên nó có sự giúp sức của Ấn Độ để mà chống lại Bắc Kinh. Cuộc giao tranh đã trở nên căng thẳng hơn khi không bên nào chịu bên nào. Từ 300 đến 400 lính Ấn Độ tiến vào Doklam ngăn chặn đơn vị công binh của Trung Quốc, khởi đầu cho cuộc khủng hoảng đang kéo dài tới một tháng. Rất may mắn là hai bên đã kiềm chế, không có cuộc giao tranh nào xảy ra. Nếu không có lẽ đất nước yên bình Bhutan sẽ bị chìm trong khói lửa. Những tranh chấp ở khu vực này chưa bao giờ ngừng lại và nó cứ mãi âm ỉ, chỉ trực chờ rực cháy khi có cơ hội. Một vấn đề khác của Bhutan không phải đến từ bên ngoài mà ở ngay bên trong của đất nước. Họ có đến 4 nhóm dân tộc theo hai loại tôn giáo chính là Phật giáo và đạo Hindu. Mặc dù Phật giáo chiếm tới 75% dân số đi theo những tác động của cư dân Hindu vẫn đáng kể đủ để tạo ra những chia rẽ tư tưởng và chính trị nhất định trong lòng của đất nước. Những cư dân ở miền Nam có nguồn gốc từ quốc gia láng giềng Nepal theo đạo Hindu. Chính phủ Trung ương Bhutan coi sự phát triển của nhóm dân này là sự đe dọa cho nét đặc trưng Phật giáo và văn hóa của mình. Vì vậy, mà trong vài thập kỷ, nhóm dân gốc Nepal đã bị trục xuất khỏi đất nước. Chính sự hắt hủi này đã bùng phát thành căng thẳng với sự biểu tình của nhóm người phía Nam. Những người Hindu cuối cùng vẫn không đạt được mục đích, cuối cùng đã phải dọn ra khỏi đất nước, tạo ra hàng loạt các trại tị nạn dọc biên giới của Bhutan và Nepal. Thêm vào đó, có một vấn đề khác của Bhutan chính là sự dễ tổn thương của môi trường tự nhiên. Do sự nóng lên của trái đất, rất nhiều băng tuyết trên dãy Himalaya đã bị tan chảy, tạo ra các dòng lũ đe dọa cuộc sống yên ổn của cư dân. Nó còn gây ra nguy cơ vỡ các đập thủy điện là nguy cơ cho sự phát triển bền vững của đất nước này. Mặc dù vẫn còn nhiều vấn đề, tuy nhiên thì Bhutan vẫn là nơi đáng sống nếu so với nhiều nước khác trên thế giới. Ngay cả khi so sánh với các nước phát triển, họ phát triển khái niệm hạnh phúc một cách độc đáo khiến thế giới phải học tập. Hạnh phúc không hẳn là sự giàu nghèo mà là một ý niệm. Có thể một cuộc sống đầy đủ vật chất là hạnh phúc với người này, thế nhưng mà lại chẳng quan trọng gì với người khác. Có thể sức khỏe chẳng đáng là gì với người này, thế nhưng lại là vô giá với người khác. Hạnh phúc cũng chỉ là nhất thời, bởi ở đời, khi mà đã đạt được điều mong muốn, rồi thì người ta sẽ lập tức lại thèm muốn những thứ khác. Và trong khi mà chưa thể đạt được hoặc là không thể đạt được, thì họ lại thấy sao mình bất hạnh như thế.